Mặc dù vị tân tổng thống Joko Widodo của Indonesia rất được nhiều người dân trông đợi, nhưng ứng cử viên Prabowo Subianto vẫn không phục. Mới đây, ông cáo buộc đã có gian lận trong kết quả bầu cử. Ngày 6 tháng 8, ứng cử viên tổng thống Prabowo Subianto đã phát động một chiến dịch cáo buộc có gian lận trong kết quả bầu cử tổng thống hồi tháng trước. Hàng trăm người ủng hộ ông Prabowo đã tụ tập bên ngoài tòa án hiến pháp để yêu cầu tòa án thụ lý cáo buộc này. Đại diện pháp luật của ông Subianto cho biết, nhóm vận động sẽ chuẩn bị hồ sơ và bằng chứng trong vòng 2 tuần để theo đuổi vụ kiện này. 2 tuần là đủ để chúng tôi chuẩn bị bằng chứng và luận điểm cần thiết, chúng tôi sẽ mang đến trước tòa. Tôi tin là chúng tôi sẽ chiến thắng. Cuộc biểu tình gây ách tắc giao thông tại khu vực trung tâm Jakarta. Không có bạo động, không có ai bị thương. 20.000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh tại thủ đô Indonesia. Trước đó, Ủy ban bầu cử KPU đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới quan sát quốc tế về tính minh bạch của mình. Kết quả bầu cử tháng trước cho thấy, Tổng thống Joko Widodo đã nhận được 8,5 triệu phiếu bầu, chiếm hơn 53%. Về cáo buộc lần này, Tòa án Hiến pháp sẽ đưa ra bản án cuối cùng vào ngày 21 tháng 8 và bản án này sẽ không được kháng cáo.